Buongiorno tutti. Xin chào các cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Catigiado Cuộc Sống ở Pháp. Hôm nay Dung sẽ đưa mọi người đi du lịch nước Ý nha cả nhà. Khi mà đến Ý là chúng ta không thể bỏ qua món pizza, margarita, cafe cappuccino, món tráng miệng panna cotta hoặc là món tráng miệng tiramisu. Thì hôm nay Dung sẽ chia sẻ với mọi người một công thức làm món tiramisu tại nhà rất là đơn giản và rất là dễ. Nếu mà mọi người thấy hứng thú với công thức này thì hãy cùng vào bếp để làm món tiramisu với Dung ngày hôm nay nhé. Mình sẽ đi tách riêng phần lòng đỏ và lòng trắng trứng gà nhé cả nhà. Chúng ta sẽ đi đánh phần lòng đỏ trứng gà này với phân nửa đường cho đến khi nào nó chuyển sang màu trắng. Chuẩn bị một tô nước nóng nha cả nhà. Nếu không thì cả nhà cũng có thể lấy một cái nồi để chúng ta bắt trực tiếp lên bếp và chúng ta bỏ cái thau này vào và vừa đun vừa quậy vừa khuấy nha cả nhà. Thì khi phần lòng đỏ trứng của chúng ta đã chuyển sang màu trắng thì Dung sẽ thêm fromage mascarpone vào. Mình sẽ đi đánh tuyết cái phần lòng trắng trứng gà nha cả nhà. Đây là một cái khâu quan trọng nhất để làm tiramisu, để mình tạo cái lớp kem nặng, và mình sẽ đánh đến khi nào mà cái phần kem của mình nó bông lên và nó không có bị vỡ ra thì được cái kem của mình mới được thành công nha cả nhà. Khi mà lòng trắng trứng mình đã hoàn hảo rồi thì Dung sẽ cho ngay lập tức vào hỗn hợp lòng đỏ và fromage mascarpone. Nếu không thì nó sẽ bị xẹp xuống nha cả nhà. Cái này là nó đã đang phồng lên, đó cái độ phồng của nó vừa chuẩn luôn. Nếu mà mình để lâu thì nó sẽ xẹp xuống, cho nên mình phải cho vào ngay lập tức. Và mình sẽ đánh đều tay cái hỗn hợp này để cho nó không có bị vón cục nha cả nhà. Công đoạn cuối cùng của phần kem mịn này đó chính là Dung sẽ tạo hương thơm với rượu amaretto. Thì đúng vị của tiramisu thì chúng ta phải thêm amaretto nhé cả nhà. Nếu không thì cũng có thể thế bằng rum hoặc là hương vani cũng được.
Mình sẽ để cái bánh tiramisu của mình trong tủ lạnh khoảng ít nhất 12 giờ để cho cái phần kem của mình nó đông lại. Cả nhà ơi, phút giây thần thánh này đã đến và Dung sẽ cho mọi người xem cái ổ bánh tiramisu của Dung nha. Đây cả nhà ơi, đây là ổ bánh tiramisu của mình. Thì bây giờ Dung sẽ cắt ra và chúng ta cùng thưởng thức nhé cả nhà. Đây là ổ bánh tiramisu mình để được 12 giờ trong tủ lạnh, nhưng mà khi mà mình cắt ra mình vẫn cảm thấy cái phần kem nó vẫn còn bị mềm nè cả nhà ơi. Tiramisu theo tiếng Ý có nghĩa là pick me up, hãy mang em đi. Tiramisu là loại bánh gắn liền với nhiều câu chuyện kể, từ những người phụ nữ chờ chồng ra trận cho tới tình yêu về mẫu tử. Chính vì vậy, tiramisu được gọi là chiếc bánh tượng trưng cho tình yêu. Nhiều chuyên gia ẩm thực danh tiếng đã gọi nó bằng một cái tên vô cùng thú vị, đó là heaven in your mouth, có nghĩa là thiên đường trong miệng của bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem để cảm nhận cái hương vị của cái bánh tiramisu mình làm nha. Nó có vị thanh ngọt nhẹ nhàng, nó hơi nồng hương vị của rượu rất là ngon các nhà ơi, và vị béo của kem, phô mai và cùng trứng. Lớp kem nó rất là mềm mọi người ơi, rất là mịn. Món tiramisu này ngon là nhờ sự kết hợp hài hòa của rượu Amaretto, cà phê và cacao đắng, và pha thêm một chút vị béo của kem, phô mai cùng trứng. Rất là ngon cả nhà ơi, mình nó tan ở trong miệng luôn. Thì cả nhà hãy thử vào dịp cuối tuần cho gia đình mình nhé. Thì Dung cũng xin kết thúc cái video tại đây và tạm biệt cả nhà trong và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Nếu thấy thích cái video này thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký để ủng hộ kênh Caligado Cuộc Sống ở Pháp để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Thank you for watching. Over. Gracias.